xong rồi bố đi, bố còn đi lấy quần áo nha, quần áo bố mang đi sửa đó, ở ngoài tiệm đó, đi đi rồi đi nhá, ra tiệm thì lấy. Ê, càng xong rồi đi, ngồi rồi không chắc. Rồi quay ăn phát, lấy quần áo nha. Mấy bộ áo của em biết KaKa này không cho bà nhờ. Đúng rồi, không cho bà nhờ. Hình như là chưa ấy, thấy vẫn rộng lên. Vẫn rộng rồi, chưa rồi. Chưa. Chưa rồi, chưa làm rồi. Đi làm đầu quá. Nhưng mà mấy cái áo đi vẫn chưa làm này, chưa làm cái gì hết. Thế mà bảo hôm qua bà lại báo chiều nay ra lấy. Chưa sửa được cái nào các bạn ạ. Chắc là phải gửi lại, chắc mai mới lấy được cơ. Hay là thôi để chờ một tí nữa chui bà chủ về bà giải quyết ra. Ngồi đây đợi nhá. Ngồi đây và bao lâu là về bà? Đi lâu rồi, đi lâu rồi. Đi lâu rồi á. Bà đi không? Đi làm đầu. Đi làm đầu á. Thì làm đầu thì không biết lúc mới về. À, KaKa đang ngố bên trong nhà với ai đó. Đó. Không, cái đấy là cái mẫu đấy bà. Vâng. Cả cái cổ cũng phải bằng. Cái cổ hắn thui nhũa bằng lại. Vâng, mỗi lần cháu mua quần áo đến là cứ một bộ làm hơn 100.000, 7 bộ là 700-800.000 là gần triệu. Cứ vài tháng là một lần. Nhiều lắm, KaKa nhiều quần áo lắm, nhiều vải. Từ hồi lúc mà mua vài con bé này cháu mới mấy tháng tuổi. Con bé KaKa này cũng mới có mấy tháng tuổi. Hai đứa bây giờ ôm nhau kết bạn với nhau. Bác có biết KaKa, bác biết kênh Monkey KaKa không? Cháu có biết đâu. Đấy, con bé kia biết kìa. Ngồi im. Đúng không ạ? Thế bà may em lâu nữa không bà? Hả? May cái này tầm lâu không là xong bà? Bà thì phải chạy chậm hơn cô Lan rồi. Chậm hả? Chắc là lâu đó nhờ. Ừ. Bây giờ đi thì khoảng chiều lúc mua dự tiếp nữa là ra mà lấy. Mình đợi lâu. Ở dưới thì KaKa đi chơi nha, KaKa đi chơi một chút rồi đến chốc nữa quay lại lấy nha. Không thì đến mai cháu qua lấy nha. Sáng mai cháu qua lấy đấy. Rồi bye bye bà nào, bye bye. Bye bye đâu, bye bye. Bye bye đây, bên đây mà, bên đây mà. Bye bye, bên đây để bye bye. Rồi. Đây, đồ cũ quá này. Đi chơi nào, đi chơi. Rồi. Ý lại sướng à? Nhìn là xinh nhỉ? Mày làm xong đây ngồi đi. Bố bảo dưỡng cái xíu răng hoàng. Rồi đi nào. Bác cho em 2 cái bánh miến này, một cái bánh lang đây này, một bánh lang đây này, anh có bột lọc nữa này, có bánh ngô, không có bánh ngô gì? Đang rán này này. Ở đang rán này cho một bánh ngô nữa. Đấy, bột lọc phải đi em. 2 cốc bột lọc. Chị đáng yêu nha. Cãi luôn á, không cho mình được vô. Thôi mình sợ. Cãi lắm luôn rồi. Cắn rồi. Ủa? Người lạ béo. Ăn đi Ka. Cắn à? Không cắn. Anh không cắn đâu. Nhớ tăng nó đi. Không nhìn vậy. Con thích thích không? Đó bà. Đó. Tiếp về cho KaKa ăn bánh khoai nhá. Kênh gì? KaKa. Có kênh Monkey KaKa với Family KaKa đấy. Chỉ vào mà xem. Hơi bị hay luôn. Bánh gì? Đó, lấy bánh miến. Em bé. Bé thì không bé đâu. Bánh miến rồi, một bánh trưng muối em, một bánh khoai, bánh ngô ạ. Một bánh miến, một bánh khoai, một bánh ngô, một bánh chuối. Lát mình đi ra được bán không? Sao mày đợt nấu ra cho sờ đầu này. Ôi trời ơi, mắm đợt một con đáng yêu đúng không? Sờ đầu á? Sờ đầu đi, đừng gì đâu. Đấy. Hả? Trời ơi, ăn không được đâu. Ăn chả rau ôi, ăn xin thì ăn rau. Ăn xiên, rau, ăn chả rau và ăn nem mà. Ăn nem nữa. Ăn chả nem đi. Không ăn nem, không được ăn nem. Đúng rồi. Cái kia bánh ngon lắm các bạn ạ. Bánh gì vậy? Mày ăn như vậy. Kiểu là ăn như kia. Đắp như còn một bánh ngô nữa chưa? Bánh ngô đang lắm đây. Thôi 70 xiên cả luôn ạ. Nãy chị đã mua hết 120 ngàn xiên á, 15 xiên 120. Phải bán 10.000 luôn á. Chị đã mua hết 120 xiên. Ngô lồng quá. Rồi đi ra chị sáng. Rồi, vài ca nào đi, vào đây ăn bánh nào. À, ba nút vàng với lại 2 nút bạc. Hết. Thôi cháu không yên tâm này. Vâng. Thì Ka mang vào và mang bố vào phòng cắt đi, cất đi nhá. Cắt đi, cắt bố đi, xong rồi cắt đi, cắt bố đi. Rồi ra đây ăn. Rồi, bố cho Ka nhá. Hôm nay hơi buồn quá là không lấy được quần áo mới cho Ka. Báo qua sửa người ta hẹn là hôm nay lấy được mà. Ừ, ăn đi. Bánh khoai đấy. Ngon nhỉ? Cô thích ăn bánh miến hơn. Ăn đi. Rồi. Rồi ăn bánh đi. Ăn đi. Bối ngon ngon á.